Xin chào các anh chị. Không có gì hơn. Hôm nay thì sau một cái phiên khá là đi tàu lượn ha, say xe chóng mặt buồn nôn đó, nhưng mà cuối cùng kết thúc cũng khá là viên mãn và chúng ta đang có thể là sẽ bắt đầu một cái nhịp hồi phục được vài phiên, ít nhất cũng được một hai phiên nữa. Thì nhịp hồi phục này là một cơ hội rất lớn để cho các anh chị có thể mà cơ cấu lại danh mục tài sản. Thì với câu hỏi ngày hôm nay, có rất nhiều anh chị đang bị kẹp hàng trên cao, bây giờ đang cũng gần về được cái mức mà hòa vốn hoặc là cái mức có thể là lại lời chút xíu cho nhẹ. Thì hôm nay cái câu hỏi chủ yếu của những cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì toàn nhận những câu hỏi là những cái cổ phiếu này là nên hạ tỷ trọng ở vùng nào, và dòng thép cũng khá nhiều người được hỏi, nên hôm nay mình sẽ làm tiếp tục lại cái dòng thép khi mình muốn cơ cấu tỷ trọng. Thì thép chủ yếu là ba con thôi đúng không, ba con thôi. HPG thôi thì bỏ qua đi, còn bây giờ hai con HSG và NKG thì khá nhiều người đang nắm giữ. Thì đó là cái vùng tại sao chúng ta mới có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Một số anh chị thì lỡ kẹp đâu đó ha, giống như HSG trên vùng giá 2, thì hỏi mình bây giờ là về vùng nào ta có thể là cơ cấu hạ tỷ trọng này kia nọ. Ví dụ như anh chị ít nhất nha, cái nhịp này ít nhất các anh chị phải thực sự coi vị thế của mình như thế nào. Nếu chúng ta hiện tại mà không có lời hoặc là đang âm nhẹ thì thực sự là các anh chị nên cơ cấu. Chỉ có những người nào có những cái vị thế từ cái hồi mà tháng 5, tháng 6 các anh chị còn đang lời 25, 30%, các anh chị hãy nói tới cái chuyện gồng. Còn thời điểm này mà các anh chị mà đang lời nhẹ nhẹ 1-2%, hay là các anh chị đang còn âm nhẹ 3-4%, thì đây là cơ hội để các anh chị có thể cơ cấu lại danh mục, thu gọn lại, đem lại lượng tiền về. Đối với khách hàng của mình thì mình khuyên là thời điểm này nên giữ ít nhất là 7 phần tiền nha, 7 phần tiền. Còn các anh chị mà ít nhất phải 50-50 gì đó, các anh chị còn đang hào hứng, quá hào hứng hay là cái gì đó mình không biết. Nhưng đối với những khách hàng của mình thì mình khuyên hiện thời điểm này chỉ đâu đó là nên chừng 7 phần tiền, hàng cùng lắm là 3 phần thôi. Có một số người hiện tại còn hàng cũng không tính một phần, nhóm chị là chuyên đánh ngắn thì bây giờ chỉ có duy nhất là đem ra đem vô chừng 15% để vì đánh tới đánh lui cho vui thôi. Còn thực sự cái chuyện để chúng ta xài đi cái lượng tiền lớn nó chưa đến, thì cơ hội chúng ta hồi phục chúng ta sẽ dùng ở đâu ha, dùng ở điểm nào. Ví dụ như con HSG này hiện tại hôm nay là nó mới đóng nến được ở trên cái kháng cự rồi, kháng cự của nó là vùng 20.15 thì đóng nến được rồi. Tiếp theo có thể có một cái chút rung lắc gì đó ở cái vùng 20.5 đối với con HSG, nhưng trong vòng hai phiên nó khắc phục được cái vùng 20.5 thì cái con HSG này sẽ cho chúng ta cái vùng mà chúng ta để cơ cấu, đó là cái vùng giá 21.1 cho tới 21.4 nha, 21.1 tới 21.4 thì đó là cái vùng ta sẽ cơ cấu lại cái danh mục đối với con HSG. Rồi thứ hai là con NKG. NKG thì nó lại có một cái điểm nó cơ cấu cái cấu hình nó đi hơi khác nha, cái định đi hơi khác. Nó có một cái kháng cự khá là cứng ở quanh cái vùng giá là 20.3. 20.3. Mà cái khả năng để nó vượt được 20.3 mà nó lên cái vùng tiếp theo, vùng cân bằng tiếp theo nữa là tới vùng 21 á, thì mình thấy là trong vòng phiên ngày mai chưa khả năng nào vượt nổi đâu. Cho nên nếu mà ai đang kẹp nó thì mình trước mắt mình sẽ hạ bớt một phần ở cái vùng 20.3, mình sẽ hạ bớt ở vùng đó trước. Rồi nếu nó tích lũy đi thêm được chút xíu nữa cỡ 20.5, 26 chúng ta sẽ hạ nốt phần còn lại. Đó là những ai mà đang kẹp nó trên vùng 22, 21 rồi đó. Thì đây là cơ hội các anh chị để cơ cấu lại tài sản nha. Còn đối với mình, dòng thép vẫn sẽ là một cái dòng sẽ có trong danh mục của mình ở trong vòng 1 tới 2 tuần tới. Có nghĩa là đâu đó khoảng chừng 5 tới 10 phiên thôi, sẽ có cái vùng mình sẽ canh mình mua. Nhưng mà sẽ canh theo cái thời điểm. Một là nó phải theo những mẫu hình tạo đáy tích lũy và bùng nổ. Hai là nó phải test về những vùng hỗ trợ, thực sự là những cái vùng hỗ trợ mà gọi là hỗ trợ trung hạn, gọi là hỗ trợ trung hạn thì mình mới dùng tới. Chứ nếu không thì có lẽ là chúng ta hơi 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 xem thường thị trường lúc này đó. Chỉ mới một hai phiên này mà mình đi quên đi quên đi những cái khốc liệt của mấy phiên trước, thì lúc này là chúng ta nên thực sự bình tĩnh lại và lập ra cho mình một cái kế hoạch đàng hoàng. Vị thế của mình nếu không tốt thì nên chỉnh sửa lại vị thế. Còn nếu vị thế của mình mà đang tốt, vẫn còn đang lời 40, 50, 70% gì đó, thì đó là tùy thuộc các anh chị. Các anh chị muốn lướt ngắn hay là các anh chị vẫn giữ nguyên cái tâm lý đó, hay giữ nguyên cái danh mục đó để đi nuôi lên tiếp chu kỳ của năm sau đó, thì là đó là quyền quyết định của anh chị thôi. Còn những ai mà nó nói là lỗ nhẹ hoặc lời nhẹ thì nên cơ cấu nha. Quyền quyết định là của anh chị thôi, chứ mình không có
cái gì mà để đi đi thay đổi được ý định hết á, mình chỉ có một cái chút tư vấn nhỏ nhỏ như thế thôi. Và hy vọng là chút tư vấn này có đem chút gì đó để nó bổ ích cho các anh chị. Còn nếu không thì các anh chị có thể dislike hay là comment những cái câu phê phán gì đó ha, góp ý gì đó. Còn nếu thấy hay thì hãy cho mình một vài cái quả tim like ha. Rồi chào tạm biệt các anh chị, hẹn gặp lại các chị ở cái lần tới nha. Lần tới sẽ gặp nhau, có cái việc gì đó sẽ lại gặp nhau nữa thôi ha. Peace.